Và mình sẽ nhận được thêm một cái kim nữa. Đây, rong biển. Đây. Xin con. Và ăn xong là nó có cái xiên cơm nữa. Nói chung là ở đây nó có... Các bạn ơi, thật sự thì nó quá ngon các bạn. Rất là ngon. Harry không thể tin nổi là cái này nó không có bột ngọt, nó không có cái gì bỏ vô chất gì hết mà nó có thể làm ngon như vậy. Có nghĩa là thật sự là ở đây chắc người ta làm hâm cái gì đó nó phải lâu thì nó mới cái nước nó ra ngon được. Hâm nhẹ nhẹ gì đó thì người ta không thể làm ra vị này. Này là dành cho những người không biết ăn cay. Cái này thì có thể là hơi cay thôi. Còn cái này là không hề cay, cái này chỉ có cái vị hơi ngọt thôi. Ăn cái này nó giống như thịt nướng bình thường vậy đó. Thì các bạn nghĩ đi. Đấy, một món này với cái cơm mới nấu cơm nè. Đó, ba cái như vậy là khoảng chừng 200.000 đó, vậy đó. Và thêm cái mấy cái món phụ như vậy nữa. Đấy. Đây, các bạn nhìn cái cách ăn của bạn này nè. Đây, đây mới là đúng là người Hàn Quốc ăn. Bình thường là người Hàn Quốc hay bỏ vô cơm, bỏ vô đây ăn như vậy nè. Đấy, đấy là đúng của Hàn Quốc ăn này. Ăn như vậy thì nó mới ngon hơn. Ờ, biết ăn ấy. Ăn cái này. À, mở nha các bạn. Hay không? Hay không? Đây, hay không? Còn nóng nè. Còn nóng chứ. Và đi làm gì? Đây các bạn sẽ xoay làm như vậy. Đó. Đó là cơm trái ở đó. Nó sẽ ra từng vậy đây. Nó buồn cười lắm các bạn. Khi mà các bạn ăn cơm xong đó, nó buồn, nó để hơi đầy hay gì đó khó chịu. Mà các bạn hút vài miếng cái này thôi là tự nhiên bụng nó nhẹ mà nó xuống. Ấn xuống mà nó cảm giác rất là dễ chịu. Cái này nó kỳ. Rất là nhiều người Hàn Quốc mê cái này. Rất là mê. Không biết người Việt Nam sao chứ người Hàn Quốc thì cực kỳ mê cái này. Ăn xong nó tự nhiên ăn cái này. Ăn cái này thêm vài muỗng là nó tự nhiên nhẹ bụng lắm. Khi mà Harry bị bệnh, có món như vậy xong có kim chi thôi là tự nhiên nó ăn rất là đủ mà nó cảm giác là nó làm cho cái vị giác của mình nó sẽ rất là nó sống lại. Nó hay lắm. Khi mà mình bị bệnh mình hiếm khi mình muốn ăn mà ăn cái món này là tự nhiên mình sống lại. Nó kỳ lắm. Em no lắm rồi nhưng mà. Em không cần nói, em chỉ có nhìn lên cái chỗ này hết rồi cơm hết sạch là biết là em no lắm rồi đó. Đấy. Chúc mừng em sẽ mập lên em. Nhớ nha, nếu muốn ăn thử cái món sung tu bút chi là gì thì hãy đến chỗ Ba Tu Phu 60-62 Cao Triều Phát, quận 7. Nhớ nha các bạn.